Nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng cũng như đẩy mạnh hoạt động ở một số dòng sản phẩm thì lợi nhuận hàng quý của hãng bán lẻ Dollar General đã tăng vọt lên đến 14%. Người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn đã giúp thúc đẩy doanh số bán hàng quý của hãng bán lẻ Dollar General. Lợi nhuận tăng vọt gần 14% nhờ công ty đẩy mạnh các dòng sản phẩm may mặc và hàng tiêu dùng, đồng thời cắt giảm chi phí vận chuyển. Coscarelli, chuyên gia phân tích tại RBC Capital Market nhận định, nếu tình hình kinh doanh vẫn khả quan như hiện nay, thì nhiều khả năng lợi nhuận tổng sẽ vượt qua kỳ vọng. Kể từ tháng Giêng khi cuộc chiến tranh giành Dollar Tree diễn ra, Dollar General đã tập trung vào đeo đuổi chiến lược tăng trưởng. Chỉ riêng trong quý này, Dollar General đã mở thêm 219 cửa hàng, là một phần trong kế hoạch mở rộng mạng lưới cửa hàng lên 6% trong năm nay. Hãng dự đoán doanh số và lợi nhuận tăng đến 9% trong năm tài chính này.